Sevilla đang hưng phấn sau khi có được hai chiến thắng tưng bừng ở hai trận gần nhất. Real Madrid trở lại quỹ đạo chiến thắng sau khi vượt qua Espanyol với tỷ số tối thiểu. Những chuyến làm khách đến sân vận động Sanchez-Pizjuan chưa bao giờ là dễ dàng đối với Real Madrid khi đội bóng hoàng gia đã thua 3 trận gần nhất. Tỷ lệ từ nhà cái V9bet, Real Madrid chấp nửa 1. Sự lựa chọn của chúng tôi, Real Madrid với tỷ lệ ăn 95%.